Rồi, hello anh em nha. Mình còn một ít phục nay Take size 335, hàng 11 nha anh em. Có 3 màu vàng, xanh, đỏ thì mình còn một ít nữa mình thanh lý cho anh em nha. Giá mình thanh lý cho anh em mỗi cặp phục nay Take hàng 11 này mình bán cho anh em với giá là 400.000 cặp và miễn ship hàng toàn quốc cho anh em luôn nha. Đó, hàng rất là đẹp nha anh em. Tình trạng là hàng mới 100% nha. Đó, có dán tem Take cơ qua luôn nha. Màu vàng nai, màu xanh GB và màu đỏ nha. Phục rất là đẹp nha anh em ơi. Đây. Phục này là có tăng chỉnh luôn nha anh em. Có tăng chỉnh luôn nha. Có tăng chỉnh là mình tăng chỉnh nặng nhẹ là so được luôn. Có tem dán chữ Takegawa nha. Đây là màu xanh nè. Đó. Sử dụng đồ chơi rất là nhiều dòng xe nha anh em. Quay rim cấp 67 CD CNL. Đó. Tiêu chờ rồi này kia được luôn nha anh em. Đó, mình còn vài cặp mình thanh lý nha anh em ơi. Thanh lý giá rẻ cho anh em nha. Chỉ 400.000 một cặp nha anh em ơi. Và miễn ship giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em cần thì cứ alo mình nha, 0933 996 332 nha.